cho các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh giá ba bạn về một dự án, đó là OnSocial Network, là dự án mà theo mình nhận định dự án mà cũng có cả tiềm năng lớn. Hiện nay thì mạng xã hội One sẽ đưa tất cả cùng nhau. One Network thì sẽ sử dụng công nghệ blockchain và DApp mới nhất với các tính năng riêng tư và kiểm soát được xây dựng để phân phối quyền riêng tư trong OnSocial 2.0 mới. Có thể tham gia whitelist của dự án và tham gia Telegram để bắt đầu cái xây trước về dự án này. Thì chương trình pre-ICO của OnSocial Network thì sẽ bắt đầu trong 19 ngày, 1 giờ và 30 phút nữa. Nên về chi phí token hiện tại thì giá sẽ là 0,2 đô. Thì giá của dự án sẽ tăng dần đến 0,02, 0,24, 0,26, 0,28. Về cấu trúc tiền thưởng đóng góp của đợt bán trước, nếu như các bạn đóng góp càng nhiều thì mắc tối đa thì có thể được thưởng đến 40%, 30%, 27%, 23% và 20% nếu các bạn đóng góp dưới 10.000 đô. Nhắc về OnSocial Network, công nghệ sẽ dựa trên blockchain và tiền điện tử, có khả năng cách mạng hóa mọi người tương tác trên phương tiện truyền thông xã hội, làm cho toàn bộ quá trình an toàn hơn thông qua tự trị và quyền sở hữu dữ liệu cá nhân. Với phương tiện truyền thông xã hội là một dấu hiệu của thế giới ngày nay, tạo ra hàng trăm tỷ tương tác mỗi ngày. Tuy nhiên thì hầu hết các kênh nơi những điều này xảy ra đều thuộc sở hữu của các công ty và lợi ích bên ngoài thu thập thông tin và thường giữ lại tất cả các quyền sử dụng phương tiện được phát triển và đăng tải. Mặc dù liên quan đến các khía cạnh của đời sống công cộng và riêng tư thì cũng có rất ít sự rõ ràng về những gì thực sự là dữ liệu công khai và bí mật trong các kênh xã hội ngày nay. Với OnSocial Network, OnSocial sẽ là một mạng xã hội mới sử dụng công nghệ mới nhất để cung cấp một loạt các dịch vụ được bảo mật bằng kỹ thuật số và riêng tư cho người dùng, kết hợp với công nghệ blockchain và DApp mới nhất với các tính năng bảo mật và riêng tư được tích hợp sẵn. OnSocial sẽ mang đến cho khách hàng khả năng kiểm soát dữ liệu này và quyền riêng tư của họ trên một mức độ chưa từng thấy trước đây. Mã thông báo OnBit sẽ là mã thông báo tuân theo ERC20, sẽ được sử dụng trong hệ sinh thái để tặng thưởng cho người sáng tạo nội dung và người dùng. Để đăng ký phát hành riêng tư trực tuyến, bạn sẽ có thể tải bản xem trước của OnSocial Network để trải nghiệm với kênh công khai, riêng tư trò chuyện, RPS công cộng và riêng tư, nhiều loại ví, bộ hẹn giờ, khả năng ẩn danh, mã hóa, thương trường, phần thưởng nội dung và nền tảng quảng cáo tự nguyện. Bạn đăng ký email để cập nhật thông tin mới nhất về dự án ở đây nhé. Về việc bán mã thông báo thì chương trình bán tư nhân sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 cho đến ngày 21 tháng 7. Tập pre-sale thì sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 8. Và thời gian bán mã chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 cho đến hết ngày 31 tháng 10. Đơn vị tiền tệ được chấp thuận đó là Bitcoin, Ether, Litecoin. Cấu trúc tiền thưởng đóng góp theo cấp bậc và mua tối đa là 100 đô la đối với chương trình bán tư nhân. Còn đối với đợt pre-sale thì mục tiêu tối thiểu sẽ là huy động được 2,7 triệu đô hoặc tương đương đó là 10 triệu thẻ OP được bán. One Network thì sẽ đặt chiến lược mục tiêu tối thiểu phát triển một cách hiệu quả và an toàn trên nền tảng OneBit Token và One Network. Nếu mục tiêu của chúng tôi không được đáp ứng, tất cả các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả thông qua hợp đồng thông minh của chúng tôi, trừ đi bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh lý cho tiếp thị và các chi phí khác. Còn đợt bán mã chính thức thì cơ cấu tiền thưởng bán hàng chính thức thì đối với ngày đầu tiên sẽ được thưởng 15%, ngày thứ hai là 10%, tuần đầu tiên nó 7%, tuần thứ hai 3% và từ tuần thứ ba tuần thứ sáu là 0%. Tổng head cap của dự án thời điểm huy động rồi lại bán mã thông báo chính thức sẽ là 36.000 đô la. Về phân bổ tiền, 60% sẽ dành để phát triển hệ sinh thái, 15% dành để quảng cáo phát triển, 10% dành để đánh giá và kiểm tra bảo mật, 8% dành cho hành chính, 5% dành cho pháp lý và tuân thủ, 2% sẽ dành cho dịch vụ tư vấn. Còn về phân phối mã thông báo, 50% dành để giảm giá,
25% dành cho việc sử dụng và phần thưởng trên nền tảng, 20% dành cho người sáng lập nhóm và cố vấn, 5% sẽ dành riêng tiền thưởng cho đợt bán thẻ. Dưới đây lộ trình của dự án. An có một loạt các mục tiêu và khả năng hỗ trợ trong việc phát triển An Bit Token và nền tảng mạng tổng thể An. Vào năm 2018-2019 thì sẽ tập trung chủ yếu vào việc khởi động và mở rộng các chức năng cốt lõi và mô hình bảo vệ. Dự án này thì đã được bắt đầu từ khá lâu, và từ quý 4 năm 2013, quỹ mạng xã hội tư nhân thì hợi thứ nhất bắt đầu phát triển thành mạng lưới OSO. Đến quý 2 năm 2017 thì phát triển mạng One hệ thứ hai, quý 4 năm 2017 thì phát triển blockchain. Đến quý 3 năm 2018 thì bắt đầu sẽ đặt phiên bản bán riêng tư này, đặt pre-sale này và đợt sale. Sang năm 2019 sẽ phát hành phiên bản trên Android, web, ra mắt thị trường, cung cấp nền tảng quảng cáo, mở rộng ví điện tử. Đến quý 3, quý 4 năm 2019 sẽ hoàn thành tích hợp dịch vụ phi tập trung từ One và các bên thứ ba. Về đội ngũ của dự án này thì gồm có ông Ron Hore là nhà sáng lập và giám đốc điều hành, ông Akio, ông Alex, ngoài ra khá nhiều các thành viên của đội ngũ dự án cũng như là cố vấn của dự án. Các bản tài liệu các bạn có thể tải về như white paper này, white paper thử nghiệm. Trên đây là những thông tin về dự án One Social Network. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.